Thông tin Khánh Vân, cô nàng từng đám cưới với Phạm Thoại đang mang thai khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đặc biệt, điều mà ai nấy đều tò mò hiện tại chính là danh tính của cha đứa con trong bụng cô. Khoảng cuối tháng 3 năm nay, khắp mạng xã hội, ai nấy đều ngạc nhiên trước thông tin Phạm Thoại lấy vợ. Ngay sau đó, hình ảnh về cô dâu và rạp cưới nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Đáng nói, đám cưới còn có sự góp mặt của cả mẹ của Phạm Thoại và không ít bạn bè thân thiết của hai người tới dự. Điều này khiến nhiều người tin rằng nam TikToker đã yên bề gia thất. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 4, Phạm Thoại lại tiếp tục tạo bất ngờ khi thông báo rằng đám cưới vừa diễn ra chỉ là trò trô trô trong dịp cá tháng 4, ngày nói dối. Trước sự việc này, nam TikToker và cả vợ hụt của anh đã bị cư dân mạng ném đá dữ dội. Sau khi kết thúc đám cưới giả, Khánh Vân cũng trở về cuộc sống bình thường, làm các nội dung về làm đẹp trên kênh TikTok của mình. Song, tên tuổi của cô nàng cũng không được cộng đồng mạng chú ý quá nhiều. Cho đến mới đây, Khánh Vân bất ngờ thông báo đã mang thai. Thông tin này khiến dân tình bày tỏ sự hoang mang, xen lẫn tò mò bởi cô nàng chưa công khai danh tính bạn trai. Thậm chí, nhiều người vẫn thắc mắc và nhắc đến tên Phạm Thoại trong đoạn video clip chia sẻ tin vui này của hot girl sinh năm 2K1. Theo đó, Khánh Vân khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, cô cũng chưa từng công khai có người yêu trên mạng xã hội. Ngoài ra, trong clip của mình, Khánh Vân cũng thừa nhận bản thân cảm thấy chưa sẵn sàng vì em bé xuất hiện vào lúc cô chưa thực sự hoàn thiện mọi thứ. Công việc đối với mình chưa phải là ổn định. Trước giờ mình vẫn là đứa tự lập nên khi mình mới biết tin, mình nghĩ nhiều lắm. Gần một tháng mình cứ khóc và không nói với ai hết vì mình rất ít khi chia sẻ với người khác. Mình lo sợ liệu mình có đủ khả năng để cho con một cuộc sống thật tốt hay không. Lúc trước mình từng nghĩ kể cả không có chồng, mình vẫn muốn có con để bầu bạn nhưng phải là lúc mình dư giả về kinh tế, Khánh Vân bày tỏ. Tuy nhiên sau khoảng một tháng, Khánh Vân cho biết cô đã thay đổi suy nghĩ khi đi khám và nghe thấy tiếng tim đập của em bé trong bụng. Cô gái gốc Bắc Giang cũng cho hay bản thân đã tự tin hơn khi chia sẻ về hành trình làm mẹ của mình trong thời gian tới. Về danh tính của bạn trai, cô nàng úp mở bày tỏ sẽ công khai sớm. Ngoài ra, những bình luận liên quan đến Phạm Thoại hay nhắc đến đám cưới giả với nam TikToker, Khánh Vân đều không trả lời. Trước đó, Khánh Vân cho biết sau đám cưới giả giữa cô và Phạm Thoại vẫn giữ mối quan hệ bình thường với nhau. Cô vẫn tham gia make up cho team Phạm Thoại, vẫn ủng hộ nam TikToker. Khi được hỏi rằng cuộc sống có bị ảnh hưởng gì không sau khi tổ chức đám cưới giả, Khánh Vân nói, có một chút nhưng không sao, vẫn chấp nhận được. Ngoài ra, Khánh Vân cũng cho biết trước khi tổ chức đám cưới giả, cô nàng đã xin phép bố mẹ và được bố mẹ đồng ý để cô nàng quay cảnh đám cưới. Em cũng xin phép bố mẹ em trước, bố em đồng ý thì em mới bắt đầu quay như vậy, cô nàng chia sẻ. Khánh Vân, sinh năm 2001, quê Bắc Giang, cô nàng hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô nàng sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp không thua gì hot girl. Cô từng theo học tại Đại học Phương Đông, Hà Nội và chuyển hướng sang lĩnh vực trang điểm nghệ thuật, sáng tạo nội dung. Theo lời những người từng theo dõi hành trình phát triển của Phạm Thoại, Khánh Vân đã đồng hành cùng Phạm Thoại trong thời gian dài, từ khi anh chàng chưa có gì trong tay. Ngoài ra còn có tin đồn, Phạm Thoại và Khánh Vân từng chia tay nhưng sau đó đã quay lại bên nhau. Trong một livestream của mình, Phạm Thoại từng nhắc đến bạn gái nhưng càng về sau anh chàng giữ đời tư kín tiếng hơn.